Dạ, mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các đồng đạo gần xa kính mến ạ. Thì hôm nay con Duyên cầm đây xe cùng với các đồng đạo đến mé biển ở kênh 6, thì mới thượng tam bảo xong cho nhà của chú Tám. Thì ở đây nhà chị Mén cũng có nhận ra chân lý Đức Phật, thượng tam bảo và quy y Phật. Thì con Duyên cầm đây xe cùng chú Hai và mấy đồng đạo cũng đến để làm lễ quy y luôn cho nhà chị Mén quý vị. Thì kính mời quý vị và các đồng đạo gần xa kính mến xem video để ủng hộ tinh thần vì đạo cả. Dạ, kính mời quý vị. Dạ, kính mời. Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Và kính thưa Phổ Nguyên gia đình và kính thưa chư huynh đệ đồng đạo xa gần kính mến. Thì theo được biết hôm nay cũng là ngày mùng 6 tháng giêng niên nhâm dần, cũng là cái ngày đầu năm mà hôm nay cũng gia đình nhận được cái chân lý của Đức Phật Đức Thầy nên sửa ngôi của quyền và tam bảo chúng Đức Thầy bằng tổ tiên để quy thuận tu theo cái giáo Đức Thầy. Vậy thì hôm nay cũng gia đình cũng làm cái bổn phận chữ hiếu, được cũng có sắm lễ vật hoa quả như trái cây thì dâng cúng cho cô thất tổ ông bà chung ở trong tộc họ và trong họ, rồi cũng có mời đồng đạo xa gần trở về đây. Đó là phần gia đình, còn cái phần đồng đạo thì cũng không để đường xá xa gần đều quy tụ trở về đây, mỗi người nhận một nén hương để trở về cái tâm thanh tịnh, để trợ duyên gia đình. Cái điều hết sức là đồng ý mà gia đình không biết nói sao hơn, không biết chi bù đắp được. Tôi xin thay mặt cho bu gia đình có đôi lời chúc phúc quý vị cao quý nhất và sâu đậm nhất của gia đình. Kính thưa quý vị, thì lời nói đầu xin tạm dừng, giờ cũng đã đến, mời quý vị thân trang nghiêm hướng tâm về ngôi quyền thành kính xa ba xa, và tiếp theo hướng về tam bảo thành kính xa ba xa, và tiếp theo hướng về chúng thầy thành kính xá đức thầy. Xong mời chia tay phía trước. Để kính mời hướng tâm về bàn thông thiên đồng thành kính xá ba xa. Xong mời xây vào bên trong. Cái phần nghi thức tôn giáo đã xong tới cái phần chúng ta dân cúng hoa quả đã đánh. Một lần nữa mời quý vị thân trang em hướng tâm nhận của quyền thành kính xá ba xa. Sẽ xong kính mời quý vị đồng quy và chắp tay hương đưa lên trán thành tâm nguyện giai cúi kính dân hương trước củ quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng niên nhâm dần, cũng là ngày đầu xuân. Hôm nay của gia đình nhận được cái chân lý của Đức Phật Đức Thầy để sửa ngôi củ quyền và tam bảo rồi đi quy thuận tu theo cái Đức Thầy, rồi làm cái bộ phận chủ yếu, rồi cũng sắm lễ vật như hoa quả trái cây để dâng cúng cho quý vị thất tổ ông bà chúng trong tộc họ và cả mọi. Vậy cái giờ thọ hưởng cũng đã đến, gia đình và nghĩa tình đồng đạo cũng cung kính thỉnh mời của quý vị thất tổ ông bà chung trong tộc họ và cả họ quá giảng về đây để tọa bàn ăn uống để cảm ứng chứng minh cho gia đình và nghĩa tình đồng đạo một phút tưởng niệm. Mình vừa qua mà quý vị xá cho một xa. Xin mời đồng đứng lên. Mời quý vị xá tiếp một xa, xong kính mời ba thân tăng gấp hơn. Quý vị tiếp một xa và đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực để thiêu qua đồng đạo số môn. Để đọc là bài 20 câu như tân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cầu quyền thất tổ ngõ đáp ơn bao bầu sanh thành, nay con quy Phật tu hành cứu quyền thất tổ lòng lành chứng chi. Lời Phật dạy từ bi bác ai
từ quan đại mở mang hiếu chung con giữ vẹn toàn tự gài chẳng dám lăn loàn như xưa sao hưởng đặng phước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng vừa khỏi tử sanh nguyện đem công quả tu hành cứu chồng tông tổ giảng sanh liên đài về Phật quốc ngài ngài an lạc cả giống dòng giải thoát lưng trầm rồi đêm đạo phát quyền thâm độ chồng sanh chung hết lầm hết mê cả dáng vật đồng về Phật cầm chẳng liên trần áo ảnh gạt lường nguyện cầu chư Phật mười phương nếp bàn tịch tịnh là đường vô sanh Nam Mô A Di Đà Phật. Qua quý vị cũng được lắng nghe đồng đạo số môn đọc làm hai câu xong tiếp theo mà quý vị hướng về ngôi quyền thành kính xa xa xong kính mời đồng quyền trở lại tạ ơn của quyền bốn lại đầu cúi lại của quyền thất tổ lại kính thưa lên đầu cúi lại của quyền thất tổ lại kính thưa lên đầu cúi lại của quyền thất tổ lại kính thưa lên đầu cúi lại của quyền thất tổ lại kính thưa đủ bốn lại cho mời đồng đứng lên mời quý vị xá của quyền ba xa xong mời ban hương đăng phát hương chúng ta trình với tam bảo quý vị thân trang nghiêm hướng tâm nhận của tam bảo thành kính xá ba xa Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật xong kính mời quý vị đồng quỳ và chắp tay hương đưa lên trán thành tâm nguyện giấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật giấy Phật Tổ Phật Thầy và quan linh của Đức Thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan phụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho chúng con hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng niên nhâm dần cũng là ngày chúng con đến trợ duyên cho bổn quyến gia đình của tên thì quên rồi Nguyễn Thị Lan nhận được cái chân lý của Đức Phật Đức Thầy nên sửa của quyền và tam bảo để lo tu hiền theo cái giáo lý Đức Thầy và hôm nay chúng con đến đây trước tam bảo cầu xin nhờ ơn Đức Phật và qua linh các ngài đi gia hộ độ cho bốn gia đình và tên Thị Lan tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công tác quả thành kính xá Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời đồng đứng lên. Mời quý vị xá tin một xá Nam Mô Đà Phật. Xong kính mời quan hương đăng kế phương. Xin mời đồng quỳ lại tới Đức Phật bốn lại. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật.
thành tâm lại Phật lại Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng chưa đủ bút lại, mình đồng đứng lên. Mời quý vị xá, ba xá. Và đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực chúng ta niệm tên. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Định Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả Hành Kính Sanh Bồ Tát. Chúng mời đồng quỳ trở lại tới Đức Phật bốn lại, thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy chúng thưa đủ bốn lại, chúng mời đồng đứng lên. Mời quý vị sát tín giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong mời hướng về Đức Thầy thành kính xá Đức Thầy. Xong mời xe ra phía trước. Dạ mời ba hương năng phát hương. Trang nghiêm hướng tâm về bằng thông thiên sa ba sa. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Quỳ xuống chắp tay đưa lên trên trán này. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng, Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện cải hối, ăn năn làm lành, đánh giữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật Đạo. Xá một xá, Nam mô Đà Phật, đứng lên. Đã tiếp một xá, Nam mô Đà Phật, tu hương. Cấm hưng xong xá một xá và quỳ xuống lại thôi, Đức Phật cúi lại. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại mà đừng đứng lên. Xá ba xá thẳng, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đứng ngay thẳng, chắp tay vào ngực, quyền tiếp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Xá một xá, Nam mô Đà Phật. Quỳ xuống lại thân Đức Phật bốn lại. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại, Nam mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại mà đồng đứng lên. Xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cúng làm lễ sửa ngôi thờ đã xong, chúc mời tất cả xây vào bên trong. Phước tâm về ngôi của quyền, xá ba xá, kính lễ của quyền, kính lễ của quyền, kính lễ của quyền. Phước tâm về Hồng An Tam Bảo, xá ba xá, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phước tâm về Chuyên Dung Đức Thầy, hai bên đọc xá, kính lễ Thầy, kính lễ Thầy, kính lễ Thầy, quay ra phía trước.
hướng tâm về bàn thân thiên xá ba xá. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Chúng ta cúng và sửa ngôi thờ đã xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và kính thưa bổn quyến gia đình và kính thưa chư huynh đệ đồng đạo xa gần kính mến, thì theo được biết hôm nay cũng là ngày mùng 6 tháng Giêng nguyên nhâm dần, cũng là ngày đồng đạo của chúng ta hợp tác để rồi đi đến hai cái gia đình để được sửa ngôi cửu quyền và tam bảo để cho đồng đạo tám đây đi quy thuận tu theo của giáo Đức Thầy, cộng thêm có một người cháu. Vậy thì hôm nay quý vị ơi phát huy được, cũng như đồng đạo năm đây tên gọi là thường thường là năm mứt gừng, thì cũng mới tu đây hồi năm ngoái vào cái năm Tý, nhưng qua năm nay năm Sửu thì đã hết cái năm Sửu mà phát huy năm dần, nhưng mà khi ông phát tâm lên có khi chiều nay đó là ông hướng dẫn ông tám này để cúng đại, thì quý vị thấy cái này là cũng hết sức là mầu nhiệm. Ông tám đây cũng vậy, thì cũng mới phát tâm tu đi chùa chiến đầu vì chỗ này phát tâm giống mánh lên để rồi thượng của quyền và tam bảo lên để được cũng quy thuận tu theo cái giáo Thầy, thì cái điều này phải nói hết sức là cao quý, hết sức là cái mầu nhiệm, vì ông cũng nhận được cái chân lý của Đức Thầy qua cái câu giảng đó. Thì cái năm dần này nó là nhiều nỗi bơ vơ, nên cái chuyện bơ vơ năm nay là sẽ xảy ra nhiều chỗ nhiều nơi, cho nên ông khắc tập tu chứ qua đi mấy chục năm như đồng đạo năm cuối gần đây cũng làm cái nghề biển mà cũng chưa nhận được chân lý, nhưng tu đã nhận được rồi, thì giờ này mới thấy được. Như ông năm đi, ông đi chuyến Tết Thầy vừa rồi mùng 3, thì bữa nay là mùng 6 là ông nhận cái chân lý là để phát tâm để rồi thượng tam bảo lên thì quy thượng tu theo Thầy. Vậy thì bà con đồng đạo nào ở trong địa phương, ở trong cái huyện Hòn Đất này hoặc là tỉnh Duyên Giang, hoặc là các anh em các nơi, khi thấy được cái clip này thì quý vị cũng mạnh dạn lên phát tâm lên để tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây. Quý vị ơi, trên đời thì thấy nó mỏng lắm rồi, kể như nó khổ nạn nó tới rồi, thì năm nay nó xảy ra quý vị biết đó là ở trong tỉnh Duyên Giang này thôi là thấy hẩm đài nó mà ngăn tiền bạc này kia nọ nó, thì sự thật mà nói đó thì nó là giữ không được rồi chết luôn cả gia đình. Rồi mới ở đây đó là Tết đây thì nó tàu biển cũng cháy mười mấy chiếc, rồi bây giờ khổ nạn đây tôi có mấy cháu giờ nó mần tàu biển vô thì giờ không được, hết tiền hết bạc, giờ phải xin giấy này kia nọ lên Bình Dương Sài Gòn để rồi mần tàu cuộc sống của vậy. Cho nên từ chỗ đó mà hôm nay Đức Thầy đã giới thiệu chúng ta đó, nghĩa là đời cùng là tu nó gấp mới kịp này, hoặc là đời cùng còn chẳng mấy năm khắp trong các nước thay nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, dương trần kẻ khóc người la. Nó tới đây rồi khổ nạn sắp tới, trừ ra chúng ta có tu mới giải quả và giải nạn và bớt khổ đó. Thì từ cái chỗ đó vậy thì ráng mà nó tu, vậy thì đời đã cùng rồi, cản cùng rồi. Cho nên hôm nay từ cái chỗ đó mà Đức Thầy đã giới thiệu đây, sắp tới quý vị bất cứ việc gì mà nghe lời Đức Thầy là chúng ta lo tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài, đường đời chẳng có bao dai nên viết một bài cho bác tánh quay đó. Rồi khuyên đó là trong lê thứ bước vào đường tu, xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ, đền bù ngày xưa đền mà lại là bù cho mình nữa. Nó thì cái này là chúng ta phải mạnh dạn lên phát tâm lên, nếu ai tu có nghèo có đói đây cũng vị đồng đạo mới rủ tu đây, nếu lợi đến gia đình tu nó lo gạo lo nó là cho mình ăn tu, còn nếu ở trong nhà không được thì có thể ta cất cho mình đó là một cái cốc đó, là ta cũng lo cơm gạo chùm ăn tu. Nó nghĩa là bà con các nơi cứ ở đâu cũng vậy, trở về nghĩa là tìm địa chỉ, nếu không biết hỏi nghe nhà sống không ăn là sông môn hướng dẫn chị, hoặc ở tại nhà sông môn đó tu nó, thì ở đây là có anh em ta tới là ta lo gạo thóc tiền điện cho mình trong nó ăn với câu giảng là vậy đó của bạn và anh em đồng đạo. Chẳng hạn nó từ cái chỗ đó đó là khuyên trong lê thứ bước vào đường tu ăn với câu giảng này, chứ bằng không hồi đó bây giờ chúng ta đã quên mất rồi. Nội trong quyển tư mà Đức Thầy viết đó là chúng ta thấy coi nghe là khuyên trong bổn đạo hãy nên nghe là tỉnh ngộ, ở dương thế này tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khổ hình, ti lưới trời chưa rộng thinh chất lọc những người hung ác đó. Cho nên là phiên dương gian bỏ các việc tồi, nặng lo liệu cho tròn phận sự, thấy trần thế còn lưỡng lự muốn tu mà còn hở chần chờ
bây giờ chờ gì nữa quý vị, bây giờ vợ ở nhà chờ chồng đi biển vô để có tiền ăn Tết, nhưng mà chồng vô rồi lây quay rồi quý vị ơi, cháy tàu rồi, hết tiền hết bạc rồi, bây giờ làm sao đây, khổ hết biết đó. Rồi bây giờ có người chờ cái Tết này nha, là tiền ở ngoài nước ngoài gửi về, nhưng mà gửi về rồi cũng không có được gì trơn, rồi về dọc đường cái cô này rồi tắt ngang bị cô giết chết, thì gia đình bây giờ phải nói nhở là chú hai ơi, chú giúp tôi nguyên bao gạo coi, chứ giờ này phải nói quá khổ. Tiền bạc hồi nào giờ thì nó đầy đủ những nhé, nhưng mà năm nay là có cái khó đó, hết sức là khó, và hết cái năm là tí rồi năm sủng. Vậy thì đồng đạo chúng ta đi, quý vị biết chúng ta giống như đi thi là nó được 2 năm rồi, một là năm tí, hai là năm sủng, bây giờ tới cái năm dần mà Đức Thầy cho biết này, đó là năm dần nhiều nỗi bơ vơ, được bước qua năm mạo là như tơ rối cuồng, không nên là như tơ rối cuồng, là giống như không có mần ăn cái gì được, khổ nạn dữ lắm. Cũng như bây giờ như năm nay mình thấy vậy đó, anh em tàu biển trên Ba Hòn nó cháy sạch trơn, mà ăn gì giờ đây, sao không mà ăn được không, phải không đó. Rồi bây giờ hai đứa đó là ở gần nhà tôi đó, bây giờ nó mua chiếc xe du lịch đâu tỷ mấy, hai đứa nó đụng như một cái nó văng bánh xe luôn. Rồi chú hai ơi, sao hết biết khổ rồi, thấy không, rồi không đa nhào vô nữa, nó có gì thấy cái này khổ không. Cho nên đó là đây sắp tới rồi đó, nhìn ra ở ngoài kia nữa đó, thì bây giờ là độ lạnh nó xuống, mưa là ngập lên, rồi bệnh dịch Covid-19 này đang tấn công, rồi bây giờ cái bệnh mới nữa thì khổ. Cho nên Đức Thầy nó khổ dữ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy nó bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết đó. Cho nên là Đức Thầy kêu gọi và dạy dỗ chúng ta đem cái giáo lý, cái sắc lệnh của Đức Thầy chúng đây của A Di Đà đi đi dạy cho mình là tu đạt hưởng cho Phật. Nên cho nên quý vị nhìn kỹ ngang ở đây là đây, ở đây đó là ông năm mức gần chỉ mới tu đây thôi, mà giờ này có thể là đòi lại dạy trong này tôi, thì quý vị thấy hết sức là mồ vậy. Còn ông Tám này cũng mới đi bữa mùng 3 đây về phát tâm thượng tâm bảo, thì bà con cứ mạnh dạn nha, cứ phát tâm mà lo tu đó. Vậy thì bây giờ đó là cái clip này, bây giờ nãy giờ cúng bái giờ này hết giờ cho các ông quý thính hết giờ phải không. Thôi vậy thì bây giờ hôm nay giờ cũng sắp hết, thì tôi cũng có ý kiến kêu gọi bà con mình là như vậy. Thôi bây giờ là trước khi dứt lời thì ở đây hay Dũng cũng biết nói sâu hơn, không lấy chi để rồi bù đắp được cho cái công cao thượng mà của ông năm bước gần và của ông nó là tám đây ở tại địa phương này. Vậy thì tôi không quên nguyện trọng tam bảo và mười phương chư Phật và quân tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sáng thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quốc lực diện được từ tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn trên này thành đắc quả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật.